Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc đầu tuần, thời tiết có sự phân hóa giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi Bắc Bộ nắng ấm, thì các khu vực còn lại có mưa diện rộng, nhiều nơi có mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Cụ thể, Bắc Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông. Thời tiết toàn vùng phổ biến sẽ là ít mưa và sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ, rải rác nhưng đến trưa chiều thì tan nhanh khi nắng xuất hiện và nhiệt độ tăng dần lên mức từ 23 cho đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc do trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ trưa chiều sẽ vào khoảng từ 26 đến 27 độ. Trong khi đó, tại Trung Bộ, vùng từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và ven sông. Tương tự, khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa trong hôm nay, tập trung nhiều vào chiều tối. Người dân nơi đây cần hết sức lưu ý với các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Do trời nhiều mây, có nơi mưa sớm từ trưa chiều, nên nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Nam phổ biến là dưới 32 độ và thời tiết mát mẻ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu nên gió đông bắc trên biển Đông giảm dần về cường độ. Chỉ lưu ý khu vực biển giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa sẽ liên tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Thời tiết biển không thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Như vậy, trong ngày làm việc đầu tuần, trong khi Bắc Bộ nắng ấm, thì các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa diện rộng, nhiều nơi có mưa to. Và đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.